Khai mạc Euro 2024, những điều đặc biệt bạn chưa biết. Vào lúc 2 giờ đêm ngày 15 tháng 6, trái bóng Euro 2024 bắt đầu lăn trên sân cỏ nước Đức. Một tháng tới sẽ là ngày hội của bóng đá, nơi người hâm mộ sẽ cùng thổn thức theo hơi thở của trái bóng tròn. Euro 2024 diễn ra khi nào, ở đâu? Euro 2024 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 tại 10 thành phố của Đức là Berlin, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Cologne, Frankfurt, Stuttgart và Munich. Mỗi thành phố sẽ có đại sứ bóng đá. Đó là những người nổi tiếng, ví dụ như cựu danh thủ Kevin Prince Boateng, đại diện cho Berlin, trọng tài Felix Bridge, đại diện cho Munich, hai cựu cầu thủ Roman Weidenfeller, Anai Kran, bóng đá nữ, đại diện cho Dortmund. Trận khai mạc giữa nước chủ nhà Đức và Scotland diễn ra vào lúc 2 giờ đêm ngày 15 tháng 6 tại sân vận động Allianz Arena ở Munich với sức chứa 66.000 chỗ ngồi. Trung bình mỗi sân vận động sẽ tổ chức từ 4 đến 6 trận đấu. Trận chung kết giải đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Olympia Station Berlin với sức chứa 71.000 chỗ ngồi. Linh vật và bài hát chủ đề của Euro 2024. Bài hát chính thức ở Euro 2024 có tên là Fly do ban nhạc Italia Medusa, nhóm One Republic đến từ Mỹ và ca sĩ người Đức Leonie cùng nhau thể hiện. Bài hát mang giai điệu cuồng nhiệt, cháy bỏng, thể hiện khát khao chinh phục đỉnh cao của các đội bóng. Linh vật ở Euro là chú gấu Albert. Chú gấu vui nhộn này sẽ xuất hiện trên khắp thành phố ở nước Đức, truyền cảm hứng tới các cầu thủ và người hâm mộ. UEFA sẽ giảm thiểu tác động của công nghệ VAR. Euro 2024 quy tụ đội ngũ 89 trọng tài. Có một điều đáng chú ý ở Euro 2024, nhằm tránh việc các trọng tài quá phụ thuộc vào VAR, giảm đi tính hấp dẫn và tính gay cấn của các trận đấu, UEFA sẽ giảm thiểu tác động của công nghệ VAR. Các trọng tài phòng VAR sẽ không bác bỏ quyết định của trọng tài chính, trừ khi có sai lầm rõ ràng. Công nghệ được áp dụng tại Euro 2024. Trái bóng Football Libre, tạm dịch là tính yêu bóng đá, được giới thiệu là trái bóng công nghệ kết nối của Adidas. Bên trong trái bóng này được trang bị vi mạch có thể sạc và có thể gửi dữ liệu trực tiếp tới phòng VAR. Trái bóng sử dụng dữ liệu vị trí, cầu thủ kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI. Nó giúp trọng tài xác định từng cú chạm bóng riêng lẻ, giảm thời gian xem xét các tình huống đơn cử như xem xét vị trí phạm lỗi hay hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động. Thể thức thi đấu ở Euro 2024. Theo thể thức thi đấu được UEFA công bố, 24 đội bóng chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn, mỗi lượt chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng 1/8. Người hâm mộ Việt Nam xem Euro 2024 ở đâu, trên kênh nào? Ở Việt Nam, đài truyền hình Viettel, kênh TV360 nắm bản quyền phát sóng trực tiếp trọn vẹn 51 trận đấu của Euro 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. TV360 cũng chia sẻ bản quyền phát sóng với đài truyền hình Việt Nam VTV, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, truyền hình Vĩnh Long K+, SCTV, VTV Cáp. Do đó, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp và miễn phí trên sóng truyền hình.